Rồi em mến chào bà con mình nha. Thì đầu clip thì em cũng xin chúc tất cả bà con quý chị mình làm xa đang xem clip thì có thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc, thứ nhất là công việc nuôi lươn của mình. Rồi thì giờ này em cũng thay nước mấy cái bồn lươn nha cả nhà. Sẵn đó em cập nhật giá lươn thịt lên xuống hàng ngày để cho một số bà con mình xem giá tham khảo và cũng như cần bán. Nó thì giá lươn thịt thì nó nằm cái trung bình là cả nhà ơi, nó không có lên, ví dụ như có lên vài 3.000 nè, rồi nó cứ lên rồi tụt đó, nó chưa có ổn định nha cả nhà. Cho nên em cũng dạo này em cũng ít cập nhật cho bà con mình giá lương thịt đó. Thì hôm nay em cập nhật cho bà con mình giá lương nhất nhỏ, thì những cái khu vực người ta thu gom như là Trà Vinh, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Cần Thơ đó, những thương lái này thì người ta căng cái buổi sáng ngày hôm nay cái giá mà lương nhất nha cả nhà, lương đẹp, lương màu vàng không chảy xước đó. Thì hiện tại thì 120 cho đến 119 nha cả nhà đó, tùy theo con lươn bà con mình đẹp hay xấu nữa đó. Thì thương lái người ta sẽ lại chỗ bà con mình nuôi, rồi người ta coi lương bà con mình, rồi người ta sẽ cho giá đó. Còn lương xô á thì em nghĩ là lương xô á là nó nằm cũng cái dạng mà 115 cả nhà, xô là nhất nhì đó, nhất nhì. Còn lương ba thì nói tóm lại là lương ba bây giờ cái giá nó rất là rẻ lắm nha. Có thể là lương ba giờ cái giá nó thua cái con lươn mà mình đi thu gom vào để mình thừng nữa cả nhà, lương ba. Cho nên bà con mình có lương ba thì bà con mình để lên nuôi đó. Còn nhất nhì đó. Còn ví dụ bà con mình lương bà con mình đẹp đó, lương nhất nhiều thì bà con mình bán cái giá là 120 ngàn đó. Thì bà con lưu ý nha, thì cái mùa này thì lương bà con mình cần chú ý đến cái màu của con lươn đó. Thì cái màu đẹp thì thương lái người ta dễ bắt và người ta có thể cho bà con cái giá nhích hơn đó. Còn lương bà con mình cái màu nó không được đẹp á thì bà con biết đó, thì rất là khó bán đó. Còn nếu mà bán thì cái giá nó cũng rẻ hơn nữa đó. Cho nên bà con mình lưu ý cần chú tâm nhiều vào cái màu của con lươn. Thì những clip mà em cũng có làm chia sẻ cách lên màu cho lươn đó, thì em cũng chia sẻ lên kênh hết rồi, thì bà con mình xem những cái clip đó để mà tìm hiểu, để mà cách lên màu nó. Thì lên màu cho con lươn mình rất là dễ cả nhà ơi. Nó thì công thức mình trộn mồi cho lươn ăn đó, thì thức ăn đó thì có lươn mà nhân tạo lươn sạch đó, thì bà con mình cho ăn thức ăn cấm viên đó, thì mà trộn thêm men tiêu hóa và vitamin đó. Thì cái loại mà em sử dụng đó thì em cũng chia sẻ rồi, cái loại mà lá thiêu á, thì bà con mình sử dụng cái đó thì con lươn lên màu rất là đẹp nha. Và bà con mình kèm theo trứng gà đó, rồi men tiêu hóa vitamin đó, bà con mình cho ăn trong vòng một tháng hoặc nửa tháng đào lại là con lươn mình bán nè, không cần mình cho không cần mình cho con lươn ăn từ lúc đầu nghe đó. Mình cho ăn ví dụ như con lươn mình nuôi là 8 tháng bán khoảng tầm 7 tháng bà con mình cho ăn thức ăn đã thiêu rồi đó, là con lươn nó sẽ có màu vàng tự nhiên đẹp nha, không quá chất nha, màu tự nhiên đó. Con lươn mình màu tự nhiên mà con lưu ý nha, chứ không phải mà mình dùng những cái quá chất để mình tạo cái màu con lươn nha, cái đó là không được nha cả nhà, cái đó rất là có hại cho người dùng đó. Thì cái màu con lươn đẹp tự nhiên đó, thì cái màu vàng thì con lươn mình có màu vàng thì lúc nào nhìn con lươn nó ngon đó cả nhà đó. Cho nên thương lái người ta rất là thích, chứ cái người dùng người ta cũng ưa chuộng nữa đó. Cho nên cái khi mà mình tiêu lái thì ta sẽ xem cái bồn lươn của mình, rồi ta sẽ định giá cho mình nghe cả nhà đó. Thì cái giá lươn hôm nay đó thì em nói cho bà con mình đó, thì lươn nhất, lươn đẹp không chảy xước có màu vàng thì 120 đó. Thì bà con nào mà thấy cái giá được thì bà con mình bán đó. Còn kiểu mà căng xô này kia đó thì trung bình nó thì nó cũng khoảng tầm 115 đó, 115 114 à, thì cũng lương bà con mình nữa đó. Thì bà con mình xem clip lần đầu tiên, cũng như bà con mình chưa like chưa đăng ký kênh, cũng như bà con mình like đăng ký kênh để mà theo dõi những clip tiếp theo của kênh. Thì kênh em thì cung cấp lươn giống thuần đồng, thì bà con mình trên màn hình nè đó, thì toàn bộ này là lươn giống đồng bên em, cỡ 80 con 90 con ký hoặc 70 con ký nha đó. Thì bà con nào cần lươn giống thì cứ liên hệ em đó, thì bà con mình đăng ký kênh để mà theo dõi những thời gian mà em rảnh đó, em cập nhật giá lương thịt lên xuống hàng ngày cho bà con mình cần bán đó. Thì cung cấp lươn giống thì hỗ trợ cách nuôi cho những quý chị bà con mình, cũng như là mới vào nghề đó bắt giống bên em đó, thì em chia sẻ tư vấn cho bà con mình thêm những cái cách nuôi hoặc cách thừng để con mình biết rõ về con lươn đồng để mà con mình nuôi cho đạt hơn đó. Thì sáng nào em cũng thay nước hết trơn cả nhà. Thì mà khi mà con lươn mình tập ăn rồi á thì nước rất là hôi đó, nên mình ngày nào mình cũng phải thay nước cho nó. Thì nguồn nước sạch sẽ thì con lươn mình lúc nào nó cũng hạn chế bệnh, con lươn mình cũng phát triển tốt nữa nha cả nhà. Đây mấy cái bồn này thùng rồi, thì em cũng xin kết thúc clip nha, thì bà con nào thấy được thì mình bán nha. Rồi em hẹn bà con mình trong clip tiếp theo.